Lily mến chào các anh chị và các bạn nha. Hôm nay Ly mời các anh chị và các bạn cùng vào bếp với Ly để làm đùi gà gô ti nè. Mình ăn cùng với cơm. Ở đây Ly có 3 cái đùi gà. Ly đã rửa sạch để cho ráo nước. Ly có hành lá để chút Ly làm mỡ hành. Thì mình sẽ làm một ít salad ăn cùng với cơm và đùi gà. Ở đây Ly có salad nè, rồi salad bắp nữa, cà chua, cà rốt, dưa leo, thì có hành hương và tỏi, bằm nhuyễn, nước mắm, nước dừa coco, muối, đường, tiêu, bột nêm và hành cháy. Đi cắt lên bếp một cái chảo, đi cho dầu ăn vô, đợi dầu ăn nóng, đi cho 3 cái đùi gà vô, đi chiên sơ. Đùi gà thì mình chỉ cần chiên sơ vàng hai bên mặt là được rồi ha. Bây giờ lấy tắt lửa, đi lấy ra. Và bây giờ mình cho lên bếp một cái chảo nè. Mình đừng có bỏ dầu ăn nữa nha, tại vì cái đùi gà của mình chiên nó đã có dầu mỡ rồi. Mình bỏ đùi gà lên chảo ha. Sau đó mình cho tỏi và hành hương băm nhuyễn vào nè. Rồi mình cho vô một ít nước mắm. Hành cháy, đường, bột nêm, tiêu và muối mình cho vào luôn. Sau đó mình bật bếp lên ha. Mình cho lon nước dừa coco vào. Rồi mình cứ để từ từ nước nó rút xuống ha. Thỉnh thoảng mình chỉ lại mình trở đều cái đùi gà cho nó thấm đều hai bên. Và salad, dưa leo, cà chua, cà rốt Ly đã sắc nhỏ ra rồi nè. Bây giờ Ly sẽ làm một cái nước trộn salad. Ở đây Ly có một ít ớt nè. Ly cho vào một ít giấm, đường, nước mắm, rồi Ly cũng cho một ít nước lạnh vô nữa. Sau đó Ly trộn đều lên, mình nêm nếm cho nó chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn để mình trộn cái salad mình ăn cùng với cơm và đùi gà gô ti rất là ngon. Và cái nồi đùi gà gô ti của mình nè, nước nó sắp cạn rồi nè, nó rút vào phía bên trong của cái thịt gà, ăn nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt. Đi cho nó cạn thêm tí nữa Ly sẽ tắt lửa rồi lấy ra. Salad này mình ăn đến đâu thì mình trộn đến đó nha. Bây giờ Ly ăn một dĩa, Ly trộn một ít thôi. Ly cho vào một ít nước mắm. Rồi mình trộn đều lên. Xong rồi. Và đây nè các anh chị và các bạn, đây là dĩa cơm đùi gà gô ti Ly mới vừa làm xong nè. Mình cho ra dĩa cùng với cơm, một ít salad trộn. Còn đây là nước gà gô ti đó, mình múc ra
Mình có thể chan lên cơm mình ăn, bỏ vào trong chén nước sốt một trái ớt. Rồi mình cũng ăn kèm với một tô súp nè. Là gia đình của chúng ta sẽ có được một dĩa cơm gà goti rất là ngon. Ly cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho Lily. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và chia sẻ để Lily có nhiều phong cảnh khác, món ăn khác chia sẻ cùng với mọi người nha. Ly chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.